lấy bài về chơi, chưa thuộc bài bài. Mình chán là cái chân lên. Tại mình nó đang mà cái chân chân nào xuống được anh nhớ chân để vậy đó. Đó. Giống như nó gạt gạt vậy đó, gạt gạt dơ cao lên vậy đó, dơ từ cao này dơ đến ngang qua vậy đó. Mỗi bên 30 cái. Thì thường khi mà cái chân không được đủ vị trí đúng một chỗ là nhắc 15 cái mỗi bên, mỗi bên 30 nữa nhé, sau cái phần thứ hai xẻo cũng mỗi bên cũng 30 cái vậy. Này cái nửa cái chân gân nó mềm ra. Dạ. Vậy mới sạc được chứ. Không, không vậy không sạc. Cái chất gân giãn ra trước. Có thẳng. Ở bên 30 cái. Dạ. Đó. Cái thứ hai là gân nó mềm. Chọn gì cũng 40 cái. Xoay bốn hướng làm như vậy.
nó giống nhau kiểu khỏi vậy là đó là hôm nay cho đó cái là chị đá ngang xéo đá xéo giọng xe đông cũng ngồi xe đông đó thì làm lại lần cũng giờ tay lên trước chuẩn bị giờ bọc ra rồi bọc ra còn mới đêm thì đá cái cho nhớ rồi đạt ngang rồi bên kia một cái rồi cái thứ hai đá xẹo đó xéo không cho té đó nha đứng phi vững đó. Rồi đứng xuống rồi có gì giọng giơ ngửa lên chép xuống giọng cả rồi nó xe đi rồi cái động tác ké xe đi đấy là để tôi quản lý làm clip về nhà học rồi đấm một ngồi xuống co vô đấm xè ra đấm đứng lên rồi quay đó, quay bốn hướng đó, xong đi xong clip này để về chỉ tập rồi đứng lên rồi quay bên kia quay hướng sau đó là chéo lại xè rồi ngồi xuống thu vô ngực thu vô ngực cái đã chéo lại rồi lưỡi bung ra rồi quay ra phía trước phía sau quay ra phía trước qua bức tường bốn hướng đông tây nam bắc xè đấm làm giống vậy bốn hướng thôi gì đó co lại ngồi xuống cái co lại co ngửa lòng bàn tay ra phía trước nắm ngón tay cái này rồi bung ra nắm lại bung ra cái nắm lại liền đứng lên quay ra phía trước xè đấm xe đấm rồi xuống lúc xuống là co xuống liền ngồi xuống dưới là đấm lại xe xuống lại đấm ngửa ra phía trước như này bung ra rồi đứng lên đó làm hai lần vậy.